Well, hurry. Ooh. Hurry. Ooh. Thôi. Ngã bây giờ, ngồi xuống. Gì đấy? Thank you.
Em đứng cạnh nó để anh so sánh nó cao hơn đâu. Đấy, con này nó còn đang thay lông đấy, nó còn ít đấy. Đợt mới về nó còn nhiều hơn nữa cơ. Đang thay lông mà còn nhìn khủng như thế này. Con này có phối cho con này kia không? Con nó bé quá. Bé quá với lại nó sớm quá, thường thường nó phải tầm 11 ngày trở lên mới phối được. Con kia nó mới có 8 ngày. Tại vì khi mà chu kỳ sa lơ con chó nó khoảng 21 ngày. Thì mấy ngày đầu nó nở ra nhưng mà nó cây hoa nó vẫn cứng, nó không vào được. Thường thường người ta ấy 11 ngày, 12 ngày thì bắt đầu nó hoa nó ra đều, nó bắt đầu chịu đực. Con kia nó chưa chịu, nó kêu ầm lên. Cái con cái mà chịu đực là nó cứ ngồi đứng chổng đít lên cho ấy thôi. Con quà nó kêu như bị thiến. Nóng quá, nó lông nó dày, nó nóng không chịu. Anh phải để như cái quạt riêng cho nó ấy. Da nóng không chịu được. Lông cổ dài bằng cả sải tay. Đấy, đang thấy lông đấy, trải hôm qua trải một túi to đùng rồi. Đấy, còn dùng xích đấy, bỏ xích ra nó cái cổ nó cũng xù ra nữa. Tới khi ấy chồng cái dây vào ấy, là cái một đám lông nó bị ép vào trong rồi. Đây, đây. Hurry, hurry.